Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 2 tháng 4 năm 1956. Âm lịch 24 tháng 2 là Bính Dần, sinh vào giờ Ngọ, thân mệnh đồng cung, cá tính bướng bỉnh. Năm xem 2023 năm Quý Mão 38 tuổi, đang nằm trong đại vận là cung tử tức từ 36 tới 45 tuổi. Đại vận này kình dương cư Ngọ, gặp bộ tứ linh, gặp ân quang thiên quý, đồng âm đối diện hóa lập, âm dương sáng chiếu. Thì về cơ bản đại vận này rất tốt về công danh, về tài lộc, về đất đai, điền trạch. Đó là cái đại vận 36-45, một đại vận tốt nhất trong cuộc đời của lá số này. Tuy nhiên, đại vận tốt đến đâu tốt đối với lá số này không nên quá tham sân si. Tại vì cái tổ hợp mệnh, tổ cách rất dễ là gì? Phá sản, vỡ nợ. Đó, tổ cách phá sản vỡ nợ như nào thì chúng ta sẽ đi vào sau. Còn cơ bản đây là một đại vận rất tốt. Sang 46 đến 55 thì nguy cơ nó rất là cao, còn 36 45 thì mức độ của nó là rất rất nhẹ và là cơ bản nó là tốt. Có kình dương thì nó vẫn có một chút rủi ro, nhưng mà cát tinh nó hội về nhiều, thế nên là cứ yên tâm. Nhưng mà cái tổ hợp mệnh cách này, tổ cung tài bạch này thì rủi ro nó rất là cao. Rồi, mệnh hỏa, cục hỏa, cung thiên di là tướng, đi với hỏa linh, đi với phục kỵ, có khôi việt đào hoa. Quý nhân thì ít, tiểu nhân thì nhiều, thế nên ra ngoài có lắm sóng gió, nhiều bon chen. Đó, lừa tình, lừa tiền, lừa công việc đầy đủ cả đối với cung thiên di này. Tiếp theo, thân mệnh đồng cung, cá tính này, bướng bỉnh này, có lập trường này, cá tính là trước sau như một này, suy nghĩ này, lời ăn, tiếng nói này, việc làm, hành động gần như rất thống nhất. Tất nhiên là vẫn có sự thay đổi ấy. Một là do đại vận, cái thứ hai là do mệnh thân có hóa kỵ. Có hóa kỵ thì nhiều khi vẫn thay đổi tư tưởng, tinh thần, cái thứ là nó không an yên được, thế nên nó hay thay đổi là vì như vậy. Rồi đi vào cung mệnh, cung thân. Mệnh này là gì? Tổ cách là sát, phá, liêm, tham. Hội tử, vũ tướng, đắc vòng, lộc tồn, có tảo phù, ưu bật, có thiên việt, có linh tinh, có hóa kỵ, địa không, địa kiếp, cô thần, quả tú, đào hồng. Như vậy cái tổ hợp này là trước hết là về mặt tình duyên gia đạo đi. Tình duyên gia đạo là rất xấu rồi. Với cái tổ hợp này cộng với cung phu thê này thì nó có thể xảy ra mấy trường hợp như sau về chuyện tình duyên. Một là nên lấy muộn, càng muộn thì nó sẽ càng tốt một chút, tất nhiên là không nên muộn quá. Cái thứ hai là sau khi lấy rồi là rất dễ có người thứ ba trên ngang. Cái thứ ba là gì? Lấy kế lấy lẽ, thì đấy là những cái phương pháp nó hóa giải. Đó là lấy muộn là một, cái thứ hai lấy kế lấy lẽ thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì sao? Sát phá liêm tham như cái đào hồng sát phá liêm tham, lâm vào được phải chỉ hiểm sát phu. Phá quân nó chủ về gì? Phu thê ly tán. Liêm trinh ở đây là hãm địa gặp hóa kỵ. Liêm trinh là sao chủ về tình duyên. Phá quân là sao nó chủ về tình duyên, tiền bạc các thứ nó hao tán. Lại gặp hóa kỵ, thêm nữa mệnh lại có cô quả. Đào hồng đi với sát phá liêm tham, đi với linh không kiếp kỵ thì thực sự là gia đạo nó rất lục lục. Đấy phần thứ nhất. Cái thứ hai, âm dương nghịch lý cộng với liêm trinh phá quân hãm. Đấy, người mà phá quân thì trước khi thành công là nó phải thất bại rất nhiều lần thì nó mới thành công được. Đấy là phá quân. Phá quân thì trong nghịch cảnh có thể vươn lên được. Phá quân là khai phá, là khám phá, là đột phá, là bất chấp, là xông pha, là liều lĩnh, là táo bạo, là làm liều. Đấy là sao phá quân, không sợ gì hết là phá quân. Kiên cường cũng là phá quân, ăn to nói lớn cũng là sao phá quân. Đấy, thường là thân hình nó hơi thấp một chút, đầy đặn một chút cũng là sao phá quân. Phá quân thì thực sự là dự hợp với rất nhiều ngành nghề. Đấy, một chút về sao phá quân. Như vậy lá số này Bính Dần sinh năm 1956, mệnh hỏa sẽ ăn vào sao liêm trinh nhiều hơn. Liêm trinh thì có những cái đặc điểm, ví dụ là sao đào hoa. Liêm trinh đào hoa thì nó thiên về những ngành nghề liên quan đến ăn nói, liên quan đến giao tiếp, liên quan đến dịch vụ, liên quan đến lễ tân, liên quan đến MC, vân vân, những ngành nghề liên quan đến quảng bá làm đẹp. Kiến trúc mỹ thuật hội họa cũng là sao liêm trinh. Vải vóc quần áo nấu ăn cũng là sao liêm trinh. Ngũ hành của nó thuộc hỏa, rất liên quan đầu bếp cũng là sao liêm trinh. Rồi, đấy sao liêm trinh, quân đội, công an, cảnh sát cũng là sao liêm trinh, tại vì nó là tù tinh. Tính khí đôi khi là hỉ nộ ái ố vô thường, nó cũng là sao liêm trinh. Nhiều khi là tính tình hơi quái một chút cũng là sao liêm trinh, đó là tà tinh. Liêm trinh mà đi với hóa kỵ thì nói chung là cũng mệt mỏi về mặt tình duyên. Hóa kỵ thì nó chủ về gì? Đa nghi một chút, thị phi một chút, cuộc đời sẽ không tránh khỏi chuyện thị phi. Mặc dù mệnh có long đức, nó chủ về tốt tâm tốt tính, nhưng mà dính vào con hóa kỵ, nhiều khi người ta gọi là gì? Làm ơn mắc oán. Đấy, thậm chí là gì? Mang tiền đi bố thí, nhiều khi là còn mang tai mang tiếng, tiền mất tật mang, đó là gì? Lộc tồn đi với thiên quan nhưng mà ngộ không kiếp linh kỵ, chiếu ốc cung mệnh. Có thận cẩn thận cũng làm ơn mắc oán. Phá quân đi phá toái là cách đột phá, nhưng mà kiểu gì thì kiểu trước khi thành công là cũng phải thất bại nhiều lần.
bại trước thành sau chính là sau phá quân, khổ trước sướng sau cũng là sau phá quân. Thế nên với phá quân mà đi với hóa kỵ thì cái tổ hợp này làm gì thì làm cũng nên chắc chắn, nên an toàn một chút. Nói chung là nó chủ về gì nhầm lẫn sai sót nhiều. Phá mà đi với liêm, mà đi với linh tinh, đi với hóa kỵ thì tuổi trẻ là sức khỏe nó không tốt cho lắm. Liêm trinh mà đi với linh tinh thì nó chủ về nóng tinh, cạnh tranh, tranh đấu, đấu đá được nhiệt huyết, năng lượng là sao liêm trinh đi với linh tinh. Đấy, sức khỏe yếu cũng là linh tinh đi với hóa kỵ, chúng độc ngộ độc thức ăn cũng là sao hóa kỵ. Bệnh phù ở mệnh nữa, mệnh có tảo phù bật thì chủ về đôn hậu, chủ về gì đa tài, chủ về có thể kiêm nhiệm nhiều ngành nghề, nhiều công việc cùng một lúc được. Đấy là phá quân đi với tảo phù bật, sức chiến đấu của một người quân nhân đấy chính là sao phá quân. Thiên khôi thiên việt nó chủ về quý nhân. Đấy, thiên việt mà đi với hóa kỵ thì thường mặt mũi nó không được sáng cho lắm. Thiên việt là đôi vai, tượng là gì, lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình, trong xã hội được. Thiên giải chủ về giải hung, giải tai, giải họa. Thì về cơ bản tổ hợp mệnh cách này là gì, công danh các thứ hơi vất vả, tiền bạc các thứ thì hơi phập phù, được thì được lớn nhưng mất thì mất nhiều, chủ về đổ bể vỡ nợ phá sản. Đó là cung tài bạch có lộc tồn, nhưng mà đi với địa không địa kiếp, cung mệnh lại gì, phá quân sao hao tài đi với hóa kỵ. Còn tình duyên gia đạo thì có đào hồng đi với cô quả, đi với liêm phá hóa kỵ thì nói chung là rất rất bất lợi. Đấy, tốt nhất là cứ gì, tốt nhất là cứ trải qua nhiều mối tình sau đó chọn ra một người để lấy thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà tình đầu mà thành công thì nói chung là chả đi đến đâu vào đâu. Đấy là tổ hợp và cung mệnh cũng như là cái chuyện tình duyên. Còn tài lộc mà lộc đi với không kiếp thì rủi ro rồi. Lá số này được cung quan rất đẹp. Với cái tổ hợp này, tài năng thì có, thế nên làm chuyên môn, làm kỹ thuật thì nó sẽ tốt hơn cho lá số này. Chúng ta sẽ đi vào cung quan. Quan lộc cung anh chị nhá, tổ hợp vũ tham, giáp âm dương sáng, giáp quang giáp quý. Tượng là trong công việc có thành tích, tượng là nổi danh nổi tiếng trong công việc. Đấy, được nhiều người tin tưởng, mệnh lại có thiên việc, giao phó trọng trách trách nhiệm lớn. Vũ tham thì có thể kinh doanh buôn bán được những ngành nghề liên quan đến tiền bạc. Ví dụ như là tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kim loại, kim khí. Đấy chính là biểu trưng của sao vũ khúc. Tham mà đi với hồng thì có thể kinh doanh buôn bán theo cái tổ hợp liên quan đến dịch vụ, ăn uống, vui chơi, giải trí, vân vân. Có cô thần quả tú thì hơi cô đơn một chút trong công việc. Có tướng quân, quốc ấn là có con dấu, có chức vị, có cái sức ảnh hưởng. Ví dụ như làm một cái chức vị nào đó quản lý con người. Tham đi với hồng kinh doanh buôn bán được. Tổ hợp cung quan lộc giáp âm giáp dương sáng có thể làm việc liên quan đến người nước ngoài, liên quan đến mảng xuất nhập khẩu. Đó tổ cung quan kinh doanh liên quan đất đai, điền sản, khoáng sản, bất động sản cũng là sao vũ khúc. Đặc biệt khi cung điền trạch của lá số này cực kỳ là sáng. Chỉ có điều cái tổ hợp cách này là vũ này có lộc này, có hóa lộc lục hợp này, có lộc tồn tam hợp này, có tả hữu rất đẹp. Tổ hợp những cái sao nó chủ về dư giả, khá giả, giàu sang, nhưng mà vì có tham đi với hỏa linh cộng thêm với không kiếp kỵ nó thành cái cục bạo phát bạo tàn, thì đấy là cái điểm đổ bể vỡ nợ phá sản của lá số này ở cung mệnh, ở cung quan và ở cả cung tài. Đến vận 46 nó sẽ ứng nghiệm nhiều. Còn nếu không tham sân si, không tham sân si thì nó không sao. Còn nếu mà làm ăn lớn, làm ăn liều thì nó dễ mất mát. Đó là tổ hợp tại vận 46-55. Tài bạch cung có triệt. Triệt là gì? Nguồn tiền tài các thứ nó không được ổn định, không được dồi dào. Ví dụ như là kinh doanh buôn bán cần vốn để gia tăng sản xuất kinh doanh, nhưng mà lại không có được cái nguồn vốn nó như ý. Đấy là cái sao triệt. Cái thứ hai có lộc tồn thì có của dư của đề. Đấy, có lộc tồn mà có không kiếp thì gì, kinh doanh làm ăn là nó chủ về liều lĩnh, nó chủ về táo bạo, nó chủ về đột phá, nó chủ về bất chấp. Thế nên là làm chuyên môn, làm kỹ thuật sẽ có những cái sự sáng tạo rất đột phá đối với tổ hợp là số này. Có tảo phù hữu bật, mệnh là có phá quân thì làm nhiều ngành nhiều nghề, kiếm tiền từ nhiều ngành nhiều nghề. Thiên quan đi với lộc tồn thì có tiền thì là mệnh lại có long đức thì có khả năng là làm gì, làm việc từ thiện. Nhưng mà lộc tồn mà lại đi với không kiếp, mệnh lại có gì, đi với hóa kỵ thì cẩn thận, làm từ thiện, làm ơn mắc oán. Cung tài bạch có tử vi lại đi với lộc tồn thì nó chủ về gì, có thể khai sáng, khai phá một cái ngành nghề mới. Nhưng mà rất tiếc nó lại gặp không gặp kiếp, người ta gọi đế ngộ hung đồ, thế nên là dễ thành mà dễ bại. Nhiều khi nó chỉ là hư danh là chính. Tử vi công chức nhà nước được, tử vi liên quan những ngành nghề liên quan đến quản lý. Tử vi mà đi với không kiếp cô quả thì làm những ngành nghề khoa học tâm linh huyền bí được. Lá số này thì nói chung là nó không hợp về cái khoản nghiên cứu cho lắm. Trừ sang vận 46 thì cá tính các thứ thì nó sẽ thay đổi nhiều, thay đổi rất rất nhiều luôn. Cái vì cái tổ hợp mệnh sát phá liêm tham là tổ động, thực tế, thực chiến, hành động, vừa nghĩ vừa làm, nghĩ ít làm nhiều, chứ không như tổ cơ nguyệt đồng lương ủ mưu thuyết âm mưu.
Rồi đấy, tử vi công chức nhà nước được này, quân đội, công an, cảnh sát được này, nghiên cứu được này, vân vân này. Thất sát thì liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, kim loại, kim khí, vân vân. Ví dụ thợ kim hoàn, ví dụ bác sĩ cầm dao, cầm kéo cũng là sao thất sát. Hình ảnh của nó là gì? Có cái sự sát thương nào đấy. Kinh doanh buôn bán những cái đồ dùng, dụng cụ liên quan đến kim loại, vân vân. Đấy, hình ảnh của sao thất sát. Ở đấy cung tài bạch, cung tài bạch này là bất ổn rồi, cung mệnh cũng chủ về hao, cung tài bạch, cung quan lộc thì sáng nhưng mà nó vẫn bị phá cách, tham đi với hỏa linh là rắc cách giàu sang phú quý, mà đi với gì địa không địa kiếp là gì bạo phát bạo tàn, tham hỏa miếu cách phú ông, tham linh tịnh thủ tướng hùng vang danh, mệnh liêm chinh thì nói chung là nhiều khi lại cứ thích cạnh tranh, tranh đấu đấu đá, nhưng mà càng tranh đấu đấu đá lại càng mệt. Liêm chinh miệng rộng cổ cao, tính hay tranh cạnh làm sao hơn người. Liêm chinh hỏa vượng, hỏa vượng nóng tính lắm, liêm chinh thì linh đinh, hỏa vượng thân tràng, lộ hầu lộ nhãn, mắt vàng mày xanh, tính thời táo bạo tương tranh, khi giữ khi lành du đáng phân hoa, đầy đủ các tính cách đào hoa tinh, tù tinh, tù tinh đôi khi không phải hẳn là ngồi tù mà là cô đơn một chút, cô đơn trong trong lòng, đào hoa tinh, tù tinh, tà tinh, nhiều khi suy nghĩ nó lạ lùng, nó quái dị một chút, đấy là liêm đi với kỵ. Rồi tiếp theo phúc đức cung. Đây mệnh có thiên việt, phúc đức có thiên khôi, thường thường là dòng nhà mình là dòng quan trưởng. Đấy, tượng là học hành tốt, công danh khoa bảng hay, nhưng mà gì có tiếng mà không có miếng, đó là thiên phủ ngộ lộc tồn, nhưng mà là ngộ không kiếp hỏa phục. Đấy, nó chủ về đời sống tinh thần, đời đặc biệt là đời sống vật chất là nó không ổn định lắm. Khi mà cung phúc đức như này, phúc đức mà có thiên phủ thì mồ mả to, phúc đức mà có sao tuần ngộ không kiếp hỏa phục thì có cái hiện tượng là mất mát. À, các cái việc liên quan đến duy tu bảo trì bảo dưỡng là nó không được tốt cho lắm. Phủ gặp tuần ngộ không kiếp hỏa phục, thiên đức phúc đức thiên tài thiên thọ thì về cơ bản là trong dòng họ nhiều người tài năng sống lâu sống thọ nếu mà không tham sân si, tại vì ở đây nó có không kiếp hỏa phục chiếu về. Đấy là cung phúc đức này, thiên phủ. Thiên di cung, thiên di cung mà có sao thiên tướng thì nó chủ về gì? Nó chủ về ra ngoài có chức vị, có quyền hành, quen biết với nhiều người có công danh chức vị quyền hành, có sức ảnh hưởng. Đấy sao thiên tướng, hoặc khi là ấn chủ về công danh, ra ngoài thì chăm chỉ chịu khó cần cù hơn ở nhà. Đấy là thiên di. Thiên di mà có sao đào hoa thì ra ngoài nói chung là người khác giới là hay yêu mình, quý mình. Chỉ có điều là gì, đào hoa bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, rối rắm tinh thần bấy nhiêu, khó nghĩ bấy nhiêu. Đó là tổ hợp đào hồng đi với cô quả, ngộ linh không kiếp kỵ. Nhưng mà nếu mà phát huy trong cái vấn đề liên quan đến mảng dịch vụ bán hàng, marketing, tiếp tân, chào bán sản phẩm, giới thiệu thì nó lại rất là tốt. Đào hoa nó là cái duyên, đào hoa cũng là một tài năng. Đào hoa ngộ thiên không còn kỳ thi họa tài ba tuyệt vời, cơ mưu quyền biến, nói chung là nhanh nhẹn, nhanh trí. Đào hoa thiên không đi trước thái tuế, đi trước thời đại. Thanh long nó chủ về may mắn, nó chủ về vui vẻ, nó chủ về cát tường. Thêm nữa là có gì, có khôi việt quý nhân, nhưng mà cơ bản liên quan đến người khác giới thì cuối cùng nói đi nói lại nó chủ về rắc rối. Đấy, thanh long thì may mắn rồi, vui vẻ rồi, tức là ra ngoài nó vui vẻ, nó may mắn hơn nhà. Đấy, thiên di cung này, phu thê cung hỏa tinh, chồng nóng tính. Đấy, hai vợ chồng đều nóng tính cả, chồng linh vợ linh chồng hỏa. Đấy, phục binh thì gì, phục binh cho tôi chỉ ra rồi, phục binh với đào hồng thì kiểu như là một là ăn cơm trước kẻ, cái thứ hai là gì dễ có chuyện liên quan đến ngoại tình. Đấy, phục đi với đào hồng, đào hồng thì chồng hay nói hay cười tươi cười. Thêm nữa có nguyệt đức nó chủ bị hiền lành, lưu hà ăn nói tốt lưu loát, đầu quân cũng hơi khó tính kỳ tính một chút. Hỏa tinh tử ở đây nó chủ bị kín đáo, đào hồng nghỉ thì có duyên, có duyên. Tướng phủ chồng nói chung là về mặt kinh tế tương đối ổn, tại vì vũ tham ở đây khá là sáng, khá là sáng. Thêm nữa vẫn là đào hồng nghỉ cũng khá là đào hoa, mà lại có phục binh dễ có người thứ ba xen ngang đó. Đấy, tổ hợp cũng phu thê vua chính diệu chủ về khôn ngoan, sắc sảo thông minh, nhanh trí. Đấy, có thiên tài thiên thọ chủ về tài năng, chỉ có điều là ngại nhất là phục binh đi với đào hồng thì dễ người thứ ba chen ngang. Mệnh là số trị lại có gì phá quân đi với cô quả ngộ đào hồng đi với linh kỵ, nói chung là tình duyên bất ổn. Tử tức cung đây, con cái mà có gì có âm dương sáng, chủ về trí tuệ, chủ về thông minh, chủ về nổi danh nổi tiếng đó, tái âm có thể sau này có thể là đi cả ra nước ngoài làm việc luôn. Đấy là tổ hợp âm dương sáng, rất thông minh, rất trí tuệ. Thái dương chủ về quan, chủ về quý, chủ về trí tuệ. Thái âm nó chủ về trí tuệ, nó chủ về tài lộc, nó chủ về tình duyên. Thế nên âm dương sáng mà đi với quang quý thì tượng của lá số này sau này là con cái thành công, thành danh, thành đạt, có hiếu có nghĩa bố mẹ.
Thiên Đồng Thái Âm mà đóng ở cung Điển Trạch đối chiếu với cung Tử Tức Vua Chính Diệu, thì về cơ bản nếu sinh nhiều thường là con gái nhiều hơn con trai, thường là con gái nhiều hơn con trai. Nếu mà con trai nhiều thì thường thường là có cái tính nó hơi nữ một chút, nhẹ nhàng một chút, mềm mại một chút. Mặc dù là có Kình Dương, có Thiên Đồng, nó có tất cả Thái Dương thì nó chủ về gì, những cái sao nam đầu cung Dương thì về cơ bản là tượng trai, tượng gái nó vẫn nhiều hơn trai. Con cái sau này rất giỏi nhá, rất giỏi, có tứ linh này, có gì, có quang quý này, có âm dương sáng này, cực kỳ giỏi luôn. Có hóa lộc nữa này, đồng âm như hóa lộc rất đẹp. Có sinh mộ vượng, âm dương sáng, nó chủ về đông con nhiều cháu nếu mà sinh nhiều. Nhưng mà có kình có hình thì chủ về thường là gì, sinh mộ chứ không phải sinh thường. Đó, đấy là cung Tử Tức cũng rất là đẹp. Con cái sau này hợp mẹ nhiều hơn hợp bố, tại vì có sao Thiên Thái Âm rất là sáng, Thái Âm rất là sáng ở cung Điền Trạch chiếu về Tử Tức cung. Nô bộc cung cự môn Thái Dương, đấy, lá số này lại thêm một phần nữa đào hoa này. Cung Thiên Di là có đào hoa, cung mệnh có đào hồng, cung nô bộc của Thái Dương hình ảnh của những người đàn ông. Nhưng mà được cái là ở đây là gì, Thái Dương đi với Thái Tuế, lại có sinh mộ vượng, cơ bản bạn bè nhiều mà lại nhiều người tốt, lại có cả ân quang, thường thường là có tri kỷ, có anh chị em kết nghĩa, thậm chí còn tốt hơn cả anh chị em ruột, mặc dù cung huynh đệ là số này khá là tốt. Cự môn với Thái Tuế, nhiều người làm trong ngành luật hoặc bán hàng hoặc marketing hoặc là giáo viên, tức là những ngành nghề liên quan ăn nói. Về cơ bản bạn bè thông minh, trí tuệ, quang minh chính đại, trợ giúp được mình rất đắc lực. Đó, khi mình có công việc, có sự kiện, đó là cung nô bộc cự nhật đi với ân quang, đi với tuế hổ phù, đi với sinh mộ vượng, cơ bản tốt. Thái Dương ngũ hành thổ hỏa lại hợp với mệnh hỏa của chị. Như vậy là số này nếu mà khởi nghiệp, làm ăn kinh doanh buôn bán, mở cửa hàng, cửa hiệu doanh nghiệp là có bạn bè, có bạn bè, có nhân sự trợ giúp giúp đỡ. Phụ mẫu cung có tang, có hổ, có hình thì thường thường là gì, một trong hai thân là thọ mệnh nó không lâu dài. Cha mẹ có thiên hình thì thời bé là gì, bố mẹ rất nghiêm khắc với con cái, thiên hình, hình pháp, pháp luật, kỷ luật. Đấy, sau thiên hình bạch hổ tang môn thường thường là có gì, có chuyện nước mắt, có chuyện tang tóc. Sinh mộ vượng chủ về bố mẹ phóng khoáng, rộng lượng, lưng dài vai lộng, rộng, tốt tâm, tốt tính. Xương khúc thì ăn nói tốt, giao tiếp tốt, lịch thiệp, nho nhã, có khoa, có quyền, có cơ, có lương thì chủ về trí tuệ. Chủ về trí tuệ, bố xem ra cũng khá là gia trưởng, có quyền chiếu về. Bố mẹ có xương khúc, có tứ linh, có khoa quyền, có cự nhật sáng chiếu, có sinh mộ vượng, cơ bản cung bố mẹ tốt. Nhưng mà nói chung không hợp nhau, do có tang hổ, có hình diêu, tang hổ, hình diêu, kình đà, nói chung không hợp nhau cho lắm. Xấu thì không có gì xấu cả. Bố mẹ cốt cách chủ về cao sang, quyền quý, đấy sao hoa cái, có năng lực tâm linh khá là cao, đó là hoa cái đi với cơ lương cự nhật. Huynh đệ cung này, đầu tiên là gì, có song hao, có khúc, có hư thì chủ về mất mát, không nuôi được. Thái phụ phong cáo với văn tinh, chủ về anh chị em thông minh, tinh ý, học hành tốt, bằng cấp nhiều. Thiên mã chủ về ly tán, tức là anh chị em mỗi người lập thân, lập nghiệp một phương. Phượng các giải thần chủ về nét sang, nét quý. Cung huynh đệ vô chính diệu có cự nhật thì thường thường là số lượng anh em trai nhiều hơn gái. Thêm nữa có cơ nguyệt đồng lương, hội âm dương sáng, lại hội quang quý, hội khoa quyền lộc, anh chị em thành công, thành danh, thành đạt, ít nhất là có tiếng, có tăng. Đấy, trợ giúp nhau được. Nói chung cung huynh đệ này rất là tốt, rất là hợp trị. Mà lại nhiều cát tinh, gần như là cát tinh vào cung huynh đệ là một là cung Điền Trạch, cung nô bộc này, cung Tử Tức cũng rất là nhiều. Thế nên là tổ hợp cung mệnh tài quan, những cái cung cường của chị nó lại không tốt cho lắm. Thế cung tài bạch lại lục hợp cung huynh đệ, thế nên kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán hoàn toàn được. Cung nô bộc thì có ân quang, cung huynh đệ thì có ân quang thiên quý chiếu về, như vậy là rất dễ có gì, có anh chị em kết nghĩa ở phương xa. Tại vì thiên mã là cái sao chủ về chuyển động, chủ về đi lại, thế nên gặp nhau ở phương xa có tình có nghĩa. Đó là tổ cung huynh đệ này. Tật ách cung, thứ nhất là triệt, triệt là ít bệnh rồi. Thêm nữa là có những cái sao giải như là thiên lương, là khoa quyền lộc, là ân quang thiên quý, thì về cơ bản là bệnh tật là ít, nhưng bé là sức khỏe nó không tốt cho lắm. Đặc sang vận 5-6 thì nó cũng nhiều cái sự bất ổn, do mệnh thân có liêm phá, có linh kỵ lục hợp với cung tật ách thì thời bé sức khỏe là không tốt, càng lớn thì sức khỏe nó sẽ càng tốt hơn. Đấy, hóa khoa đệ nhất giải thần, hóa quyền đi với thiên cơ, thiên lương, những sao cũng ảnh thuộc mộc thì chủ về gan nó hơi kém. Đà la nó chủ về có cái gì người ta gọi là ám tật trong người, ví dụ nốt ruồi, vết xước, vết sát gì đó hồi bé do nghịch ngợm. Mà cái tổ hợp mệnh thân này thì rất nghịch thì không tránh khỏi là va quệt xước sát. Có tang, có hổ, có khốc, có hư thì nó chủ về cái hệ hô hấp nó hơi kém. Thiên cơ thì cẩn thận là gì, bệnh về tinh thần, ví dụ như là hay suy nghĩ thì dẫn đến mất ăn mất ngủ, rồi lại nguy cơ cả trầm cảm, linh đi với kỵ,
Đó, thiên lương nó chủ về hay suy nghĩ, hay có những cái bệnh vặt ốm đau cảm cúm sổ mũi vân vân, được cái có triệt, tuần triệt đóng ở mệnh cung, tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua. Sang vận năm sáu à, sang vận năm sáu nhá, sang vận năm sáu nó vào cung thật ách, nói chung cẩn thận một chút, xấu không có gì xấu cả, tại vì ở đây là cơ lương xương khúc đi vào khoa quyền lộc mà nó có triệt rồi, nhưng mà nói chung vẫn phải cẩn thận sức khỏe bệnh tật. Điền Trạch một cung đẹp của lá số này. Điền Trạch cung với Thiên Đồng Thái Âm, Thái Âm nó chủ về tài, nó chủ về phú, nó chủ về đất đai, Điền Trạch nó chủ về tình cảm. Như vậy nhà này là cỏ cây hoa lá tình cảm rất là vui vẻ. Đấy là cái thứ nhất. Thiên Đồng nó chủ về hay thay đổi nhà cửa, hay thay đổi cái nơi sinh sống, hay thay đổi cái nơi làm việc, đặc biệt Thiên Đồng đi với Thiên Mã. Lá số này có khoa quyền lộc thì nhà cao cửa rộng là nhà đẹp, thai phụ phong cáo nhà nhiều bằng cấp. Có hóa lộc, có thiên đồng, có thái âm, có thiên quý thì dễ được thừa hưởng thừa kế đất đai của ông bà gia tiên để lại. Đấy, thiên chủ đi với thái âm đi với hóa lộc, như vậy là nhà 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 của lá số này là hay được ăn, hay được nhậu, hay có những cái cuộc vui vẻ tiếp khách. Đó là đồng âm, thiên đồng nó là cái vị quan cai quản cái đường ăn uống, thái âm nó chủ về ăn nhậu, nó chủ về hưởng thụ. Thái âm thuộc thủy, tức là văn chương, ngôi hoa phong tình, vân vân. Đồng âm đi với hóa lộc là đắc cách, lại thêm cả khoa quyền, lại thêm cả thai phụ phong cáo, thiên quý, tấu thư, thiên chủ, thiên phúc, nói chung là cát lành, lại có long phượng. Long phượng nó chủ về nhà cao cửa rộng, cơ bản là cung điền trạch đẹp, mà cung điền trạch đẹp thì cái nguồn đất đai hoặc là kinh doanh đất đai các thứ là nó tốt, nó vượng, có một chút trục trặc nhẹ thôi nhưng không đáng kể, đó là kình đà, đó là khốc hư, không thể tránh khỏi trục trặc cái chuyện trên đời này, nhưng cơ bản nó rất là vượng nhá. Đồng âm như hóa lộc dù là nó không hợp mệnh hỏa nhưng mà nó vẫn tốt nếu làm về cái khoản đất đai điền trạch. Còn thì lá số này thì trong bất kỳ đại vận nào rủi ro nó đều rất là cao, thế nên với lá số này tử vi gặp triệt, mệnh liêm phá hãm địa, gặp linh gặp kỵ, làm gì làm không nên làm trưởng làm chủ thì nó sẽ tốt hơn. Đó, nên góp vốn, nên cổ đông, nên chiếm cái phần ít hơn thì nó sẽ tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ đi vào các đại vận đi. Đại vận đầu tiên ở cung mệnh từ 6 tới 15 tuổi, đại vận này thì được cái là gì, có tả hữu, có thiên việt, có lộc tồn bác sĩ, thì nói chung là ốm đau bệnh tật các thứ sức khỏe là cũng vượt qua được. Cái thứ hai là chuyện học hành các thứ là nhiều cái sự không may mắn, đó là linh kỵ, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi. Đấy 6 đến 15. 6 đến 15. Đây bố mẹ có thiên hình, có tang hổ, cũng nhiều mệt mỏi, áp lực. 6 đến 15. 16 đến 25 bắt đầu thấy có sự di chuyển, đấy, học hành các thứ phương xa hoặc là bố mẹ phải xa mình, đó đại vận gặp thiên mã. Được cái đại vận này thì học hành các thứ nhiều sự may mắn hơn, đó là khoa quyền lộc, quang quý, âm dương sáng. 16 đến 25 tự nhiên lại chăm chỉ chịu khó hơn bình thường. 16 25. Có danh có tiếng hơn trước rất nhiều, không như 6 đến 15. 26 đến 35 chuyện liên quan đến công danh, liên quan đến tài lộc, nói chung mức độ của nó ở mức trung bình. Vũ khúc tuy là miếu địa nhưng mà mệnh mình mệnh hỏa nó không ăn vào. Thiên phủ hợp mệnh hỏa thì lại gặp tuần, thiên tướng thì hãy hám địa, thế nên công danh tài lộc trong đại vận này ở mức trung bình. Tình duyên gia đạo trong đại vận này, thực ra lá số này bản chất của tình duyên gia đạo là nó cũng xấu rồi, nó không được tốt cho lắm, thế nên trong đại vận này nói chung nó phập phù. Đấy, yêu nhau sớm thì nguy cơ có người thứ ba xen ngang. Đấy, lấy muộn một chút thì nó sẽ tốt hơn trong cái đại vận này, còn lấy sớm thì nói chung bất ổn. Chồng cũng khá là nóng tính, vợ cũng khá là nóng tính. Đấy, với lá số của chị thì nên làm ăn lập nghiệp phương xa thì số tốt tốt hơn. Không hợp là gì? Không hợp là nội trợ việc nhà, không hợp với cá tính này 26 35. Nói chung là lợi tài hơn lợi danh, dù sao sao vũ khúc nó vẫn miếu. Lợi tài hơn lợi danh. Đại vận này tình duyên gia đạo nó vẫn chủ về nhiều sự lục đục. 36 đến 45 thì về cơ bản là lợi mọi mặt, công danh tài lộc, rồi là tình duyên gia đạo. Đại vận này tứ linh sinh mộ vượng, lưu quang quý, âm dương sáng. Âm dương đại diện cho gì? Cho mặt trăng, mặt trời, đại diện cho chồng, cho vợ, con trai, con gái, mà nó đều sáng cả thì về cơ bản là nó đều tốt cả. Đại vận này có kình, có hình, có tuế hổ phù thì có cự môn thì dễ liên quan đến pháp luật một chút, nhưng mức độ của nó là không có gì xấu cả, nên cẩn trọng một chút thôi. 36 45 là một đại vận vô cùng tốt. 46 đến 55 cái đại vận này gì? Làm ăn là dễ sinh ra liều, bất chấp và rủi ro rất cao và dễ trắng tay. Đó là lộc tồn đi với không kiếp, ngộ linh, ngộ kỵ, lộc đi với không kiếp, ngộ linh, ngộ kỵ rất dễ trắng tay. Nên cẩn trọng 46 55. Đại vận 56 đến 65 thì về cơ bản là tốt danh hơn tốt tài, đó là đại vận có cơ lương, có khoa quyền, có xương khúc, nó vẫn lợi danh hơn lợi tài. Đấy, lợi danh hơn lợi tài. Đại vận này thì lo lắng cho sức khỏe một chút, cho tinh thần một chút thì nó sẽ tốt hơn.
Đấy, cơ nguyệt đồng lương sáng gọi xương khúc khoa quyền lập. 66 đến 75 thì đại vận này rõ ràng bất lợi rồi. Hạn về già mà gặp đào hoa thì không ổn, thiên tướng hoa khí là ấn chủ công danh. Ở đây hãm địa lại còn khắc mệnh hỏa, thế nên 66 75 là một đại vận xấu, đại vận thiên không. Hỏa linh phục kỵ, thiên không hỏa linh phục kỵ đào hoa rất xấu. Khôi Việt quý nhân không không nhiều tác dụng. 66 75 76 thì tôi rất rất tốt. Đấy, Thái Dương, sinh mộ vượng, ân quang, tuế hổ phù đều sáng cả, đều hợp mệnh cả, nhưng mà hơi tiếc là có tuổi. Đó. Tiếp theo là năm 2023, năm Quý Mão 38 tuổi của chị này. 38 tuổi tham lang gặp hóa kỵ, gặp kình dương, lại gặp cả vũ khúc, lại gặp cả hồng loan cô quả, như bất lợi về chuyện tình duyên gia đạo, bất lợi về chuyện kinh doanh buôn bán làm giàu, dễ gặp sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh buôn bán, nên thận trọng một chút. Vũ khúc tham lang gặp hóa kỵ, tham hồng gặp cô quả, hồng kỵ không ổn về mặt tình duyên. Tiếp theo, lưu tuế, lưu khốc, lưu hư động vào cung thiên di, mà có thiên tướng, có đào hoa, động vào cung thiên di đi lại nhiều, xoay sở nhiều, nhưng mà gặp đào hoa, gặp hỏa linh kỵ, thì nói chung là tình duyên trong các cái mối quan hệ liên quan đến người khác giới trong khi đi ra ngoài là nó hơi trục trặc, quan hệ với đối tác vân vân. Lưu mã, lưu tang, lưu hổ vào cung tài bạch, mà có gì lộc tồn không kiếp, lộc tồn không kiếp cô quả hóa kỵ, nói chung là việc kiếm tiền năm nay phải bận rộn tay chân, bận rộn đi lại, bận rộn nhiều cái mà dễ mất mát, dễ mất mát. Lộc tồn ngộ không kiếp. Tiếp theo, lưu lộc tồn vào cung điền trạch, gặp hóa lộc, gặp đồng âm, ân quang thiên quý, thai phụ phong cáo, khoa quyền long phượng, thì về cơ bản năm nay rất lợi về khoản liên quan giao dịch đất đai. Lưu bạch hổ, lưu tăng môn vào đà, lưu bạch hổ, lưu tăng môn, lưu đà la vào cung phú đức, như ngộ không kiếp hỏa phục, như vậy năm nay là trong dòng họ rất dễ có tang, rất dễ có chuyện buồn xảy ra. Bạch hổ tăng môn là khăn trắng, là xe tăng, vân vân. Rồi tiếp theo, tiểu hạn năm mão vào cung thiên di, như vậy năm nay động vào cung thiên di, động vào cung thiên di, thiên di là gì, là môi trường xã hội, thiên di là gì, các mối quan hệ, thiên di đi ra ngoài tìm các cơ hội làm ăn vân vân, nhưng mà vì nó có hỏa linh có kỵ, thế nên là nhiều sự trục trặc, nhiều sự trái ngang, nên cẩn trọng một chút, đặc biệt liên quan đến người khác giới nên cẩn trọng một chút. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, lưu niên 38 tuổi, có vũ tham, có cô quả, có hồng, có hóa kỵ, bất lợi về tình duyên gia đạo. Cái thứ hai, chuyện kinh doanh buôn bán bất lợi, vũ gặp kỵ đầu tư kinh doanh buôn bán dễ gặp sai lầm. Tướng ấn kỵ, tướng ấn kỵ nói chung là công danh, chức vị, con dấu, quyền hành, nói chung là dễ, ví dụ như là có chức có vị quyền hành là dễ bị người khác nói xấu, tiểu nhân hãm hại vân vân. Năm nay nếu mà nói về kinh tế, kinh tế là độ rủi ro rất là cao, rủi ro ở cái điểm là bạo phát bạo tàn, tham đi với hỏa linh, ngộ lộc tồn, địa không địa kiếp, bạo phát bạo tàn, mà khi mà nó có hóa kỵ thì nói chung là dễ xảy ra sự sai lầm trong cái việc đầu tư, càng lớn thì càng chết to, nên cẩn trọng một chút. Tượng năm nay là gì? Tình duyên, công danh, tài lộc thực sự là bất ổn. Thế nên là gì? Tu tâm dưỡng tính, nhịn một chút thì để cho gia đạo nó yên bình thì nó sẽ tốt hơn. Còn công việc thì hạn chế tham sân si. Tiếp theo, lưu ý đến chị các tháng cắt hung trong năm 2022. Tháng 1 hao tài tốn của, đại đại tiểu hao, nhưng mà được cái có khoa quyền lộc, có quang quý, âm dương sáng, kiếm lắm tiêu nhiều thôi. Tháng 2 là gì? Thị phi, tranh chấp, hiểu lầm, bất an, mất ngủ, vất vả, ngược xuôi, vân vân. Có lưu thiên mã chiếu về, có linh tinh áp lực căng thẳng. Tháng thứ ba dễ xảy ra tranh chấp, kiện tụng, thị phi pháp luật, thiên hình như với tang hổ ở đất thiên la địa võng, nhưng mà không xấu, không xấu, không xấu. Tháng tư nó chủ về bất lợi về vấn đề liên quan đến tiền bạc, liên quan đầu tư kinh doanh buôn bán, thiên phủ ngộ tuần gặp hỏa phục không kiếp. Tháng năm thì lợi về tiền bạc, lợi về đất đai, lợi về các mối quan hệ giao tiếp hay được ăn nhậu là tháng thứ năm âm lịch. Tháng sáu bất lợi về gia đạo, bất lợi về kinh doanh buôn bán. Tháng thứ sáu bất lợi về cái chuyện công việc công danh. Tháng thứ bảy thì lợi danh hơn lợi tài, cơ bản tháng thứ bảy là một cái tháng rất tốt, tháng 5 và tháng 7 là hai tháng rất tốt. Tháng 8 bất lợi về các cái mối quan hệ, bất lợi về các cái mối quan hệ, bất lợi về mặt công việc. Tháng 9 thì nó không xấu, nó không tốt. Bình thường có hóa khoa hóa quyền là nó chủ về gì? Học hành, công danh, khoa bảng, chức chức vị, quyền hành. Nhưng mà vì nó có đà la, nó có tang hổ khốc hư lại gặp triệt, thế nên nó không xấu mà không tốt. Còn tháng 10 là tháng gì? Đầu tư kinh doanh buôn bán, nếu mà làm ăn lớn mà làm ăn liều là dễ dễ được lớn và dễ trắng tay. Tháng 11 lại là tháng khá là tốt của lá số này, nhưng mà nên cẩn trọng một chút, tránh gặp sai lầm. Tháng 12 lợi một chút tiền tài chứ không lợi về tình duyên và không lợi về mặt công việc. Đấy, tháng 12 nếu mà nói xấu thì chú ý vào cái tháng 2, tháng 4, tháng 6, 2, 4, 6, 8, 10 là những cái tháng khá là xấu, nên chú ý một chút chị nhá. 2, 4, 6, tháng 10, còn các tháng khác thì cơ bản là ổn và tốt. Rồi, xin chào ạ.